quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 5, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020. Hồ Chí Minh, người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, người dành trọn cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới. Hướng về Bác với lòng biết ơn vô hạn, học tập Bác đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên chúng ta phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, hết lòng phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Như người đã từng nói, việc gì đúng, có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Và sau đây là phần trình bày của phóng viên Anh Thắng sẽ giúp chúng ta hiểu rõ phần nào tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đoàn kết và nêu gương của cán bộ đảng viên. Xin mời phóng viên Anh Thắng. Cảm ơn chị Phương Lan. Kính thưa quý vị và các bạn, thật vinh dự và tự hào cho Đảng bộ Nhân dân tỉnh Hưng Yên lúc sinh thời được Chủ tịch Hồ Chí Minh 10 lần về thăm. Những lần về thăm, người động viên phong trào sản xuất, làm thủy lợi và chăm lo cho đời sống nhân dân. Qua những lần nói chuyện, tư tưởng chủ đạo toát lên từ những lời căn dặn và giáo huấn của người là muốn làm tốt mọi việc, trước hết từ mỗi cán bộ, đảng viên đến cơ quan tổ chức đảng phải luôn giữ gìn được mối đoàn kết và thống nhất. Năm 1961, Bác Hồ về thăm xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động. Khi đó bà Cao Thị Liên đang là nữ đoàn viên thanh niên thôn, tuổi 17 đôi mươi trong tổ làm thủy lợi của xã, mang tên Tổ Tên Lửa. Được gặp Bác, nghe Bác nói chuyện, căn dặn và chỉ bảo là kỷ niệm và niềm tự hào lớn nhất trong đời bà. Bà luôn khắc ghi nhớ lời căn dặn của Bác, làm kim chỉ nam cho hành động, việc làm và trong công tác của mình. Được Bác về huấn thị làm thế thì chúng tôi hết tâm công tác ngày đêm, không có quản ngại gì hết. Theo tiến sĩ Nguyễn Trường Cảnh, trưởng khoa lý luận chính trị, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, trong bản di chúc thiêng liêng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho đất nước, cho dân tộc, một trong những việc cần thực hiện và thực hiện thường xuyên của Đảng là đoàn kết. Người căn dặn Đảng phải giữ được đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Vì Bác nói rằng đấy, là nếu như Đảng ta mà mỗi cán bộ đảng viên của chúng ta không có đầy đủ các phẩm chất đạo đức tài năng thì không cẩn thận nó sẽ phá vỡ Đảng ta từ bên trong. Và đặc biệt vấn đề đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng. Và chính vì vậy trước lúc Hồ Chí Minh khi đi xa thì Bác đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân chúng ta bản di chúc. Thì trong bản di chúc, Hồ Chí Minh đã căn dặn Đảng ta là các đồng chí từ trung ương đến cơ sở phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đoàn kết được thể hiện và hình thành trước hết từ chính mỗi người cán bộ, đảng viên. Từ đó là cơ sở để xây dựng mối đoàn kết trong tổ chức Đảng. Thưa quý vị và các bạn, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết thống nhất sẽ là chìa khóa để đi đến thành công. Những hình ảnh từng đoàn xe đạp ngày đêm tải hàng cho chiến trường Điện Biên Phủ đến lớp lớp thanh niên lên đường xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Điều này cho thấy chính nhờ có sự đoàn kết, thống nhất trên dưới một lòng, nhân dân ta đã làm nên hai chiến thắng vĩ đại, đó là chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền thống đoàn kết và vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên có ý nghĩa vô cùng to lớn. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Do đó, để tập hợp được lực lượng, vận động được quần chúng thì người đảng viên, người cán bộ lãnh đạo phải nêu gương. Người nói, quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức, muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Hiểu rộng ra, đó là những người luôn đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Điều này càng đặc biệt quan trọng khi Đảng ta đang chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân dân tin tưởng qua Đại hội Đảng các cấp sẽ lựa chọn được những đại biểu thực sự ưu tú, có đức, có tài vào bộ máy lãnh đạo các cấp để lãnh đạo, xây dựng, đưa đất nước phát triển. Có rất nhiều những cái đợt cuộc vận động học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đấy có một cái nguyên lý lớn ấy là công tác cán bộ, công tác chỉnh đốn đảng, công tác xây dựng đảng và quan trọng hơn nữa là công tác con người. Và gần đây, ngay cả cuộc họp 12 vừa rồi, ấy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nói rất rõ là công tác cán bộ là cực quan trọng và theo phương châm của Quốc hội ngày xưa là con người phải có tinh thần yêu nước, có tinh thần cách mạng, lập trường quan điểm vững vàng và không vụ lợi, luôn luôn đặt lợi ích của cá nhân dưới lợi ích của tập thể. Cán bộ là gốc của mọi việc, là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ đến nhân dân, đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ
để đặt ra những chính sách đúng. Ngoài ra, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng lên án mạnh mẽ những cán bộ, đảng viên xa rời quần chúng, hống hách, nói nhiều, làm ít, nói không đi đôi với làm việc vì cái tâm không trong sáng, vụ lợi cá nhân. Vì cái phong cách giản dị đó, nó nói toát lên được cái bản chất cái con người của Hồ Chí Minh. Nên không phải ngẫu nhiên thế giới đã công nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà văn hóa kiệt xuất. Như vậy, cái phong cách Hồ Chí Minh là từ cái bản chất con người Hồ Chí Minh ra. Nên chính vì vậy đấy mà để chúng ta học được cái phong cách của Hồ Chí Minh thì trước hết chúng ta phải rèn luyện, tu dưỡng được đạo đức, phải được cái tâm của chúng ta, và từ tâm đó nó biểu hiện ra các hành vi, thì các hành vi đó nó gần dân và dân mới tin hơn. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định xây dựng đảng là quy luật tồn tại và phát triển của đảng. Xây dựng đảng để tăng mối đoàn kết trong đảng, tăng mối đoàn kết giữa đảng với nhân dân. Chỉnh đốn đảng, nâng cao kỷ luật đảng là để kịp thời xử lý những đảng viên vi phạm. Điều này vừa có tác dụng răn đe, nêu gương để những cán bộ đảng viên khác nhìn vào mà tránh, không vấp phải những sai phạm. Tích cực tham gia học tập cái tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Mà trong đó là chúng tôi thấy là tập trung vào quán triệt các cái chuyên đề hàng năm. Đấy là cái mục đích yêu cầu cốt lõi để chúng ta xây dựng đảng ở trong sạch vững mạnh. Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời bác chăm lo cho hạnh phúc